tương lai ở Dubai. UAEB Bảo tàng tương lai là biểu tượng mới của thành phố Dubai, với nhiều không gian giúp du khách có những hình dung về 50 năm tới. Bảo tàng tương lai Museum of the Future là tòa nhà hình elip đặt trên một khối nhà phủ cây xanh, trồng gần 100 loài thực vật nguồn gốc UAE. Tổng thể công trình gồm 7 tầng, cao 77m và được trang trí bởi 14.000m thư pháp Ả Rập trên nền thép không gỉ, cũng là các cửa sổ lấy sáng. Điều đặc biệt là công trình không có bất kỳ trụ cột nào để chống đỡ. Bên ngoài là không gian đi bộ, nghỉ chân, hồ nước. Đây là biểu tượng mới của Dubai, đưa vào hoạt động tròn một năm. Khi đi qua những cánh cửa xoay, khách tham quan bước vào khu vực sảnh trung tâm. Với trần nhà cao và sáng, được trang trí bằng họa tiết chính là các khung cửa sổ chữ Ả Rập. Cầu thang xoắn ốc tạo thẩm mỹ cũng là giếng trời. Mục tiêu của bảo tàng là khơi gợi khả năng của con người, ứng dụng vào thế giới thực tiễn. Đây là nơi du khách có cơ hội tham gia vào các trò chơi công nghệ. Sau khi mua vé tham quan, mỗi người sẽ đeo một thẻ từ nhỏ trên tay để qua cửa, và được sử dụng như một chìa khóa trong những trường hợp tương tác ứng dụng công nghệ tại các tầng chức năng. Hướng dẫn viên ảo giới thiệu về thế giới của 50 năm tới, thời điểm tưởng tượng của năm 2071. Du khách bước vào thang máy mô phỏng thiết kế như tàu vũ trụ con thoi, di chuyển tốc độ cao. Từ trong tàu có thể nhìn qua cửa sổ để quan sát quá trình xuất phát và quang cảnh bên ngoài. Mỗi tầng của bảo tàng được thiết kế như một bộ phim, lấy bối cảnh từ tương lai công nghệ cao. Có người kể chuyện chuyên nghiệp, khách du lịch tham quan nghe giới thiệu về mô hình trạm vũ trụ Oshop. Hành trình sẽ từ tầng cao nhất rồi xuống thấp dần. Giữa trung tâm điều khiển là hệ thống các hành tinh quanh trái đất. Tại phòng điều khiển trung tâm vũ trụ Oshop, những công nghệ chạm đến từ tương lai, những trang phục, mẫu vật trưng bày như phim khoa học viễn tưởng. Tầng tiếp theo là rừng nhiệt đới, vô offline tái hiện một phần rừng nhiệt đới Amazon ở Leticia, Colombia, mang đến hệ sinh thái theo chủ nghĩa hiện thực, vẻ đẹp của thiên nhiên theo một cách hoàn toàn mới nhờ vào phiên bản kỹ thuật số, hiệu ứng ánh sáng, mưa nắng như ngoài đời thật. Du khách sử dụng khóa trên tay để tự gieo mầm sống cho khu rừng bằng công nghệ hiện đại. Ấn tượng khác là căn phòng lưu giữ 2.400 hộp chứa các mẫu vật của nhiều giống động thực vật trên trái đất. Tầng dành cho tâm linh là nơi du khách có thể thiền định, kết nối lại với bản thân và khôi phục cân bằng tự nhiên. Đây cũng được coi là nơi trị liệu tinh thần cho con người trong 50 năm tới do những tác động từ công nghệ. Tầng khám phá những công nghệ sẽ định hình trong tương lai và cả hiện tại. Bảo tàng được coi là một hội trường đa chức năng, sức chứa tới 1.000 người, các hội trường nhỏ sức chứa hơn 300 người cho các bài giảng và hội thảo tương tác. Ngoài ra còn có các phòng đơn lẻ cho triển lãm chủ đề xoay quanh đổi mới trong tương lai. Không gian đặc biệt cho trẻ từ 3 đến 10 tuổi, tận hưởng trải nghiệm thế giới mở tại môi trường anh hùng tương lai. Đây là khu vực dành riêng được thiết kế để khuyến khích trẻ khai thác tiềm năng của bản thân.